បាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទប៊ីនយ៉ានសូមធ្វើការបកស្រាយពាក្យពន្ធទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រជូរចត់និងជាប្រវត្តិសាស្ត្រពិតនិងជាមហាសន្និសីទកម្មរបស់ខ្មែរយើងគឺប្រវត្តិប្រជាជាតិវិញទេហើយក្នុងឱកាសនេះផងដែរក៏ខ្ញុំសូមធ្វើការបដិសេធទៅកាន់អង្គប្រជុំសុខនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគាត់បានន
đâm tay ông phật quan chỉ ca này gì đứt hụt hết mình xong hết phó hay mình bật hay quan tay chỉ ca này gì bài đứt làm bây lôi ở khai dương miền chiết này dùng mình chẳng từ hay quạt bàn bộ sai tha khai sao máy nó cứ mình chết thư ca chỉ vuông chỉ crom hay nâng mình chết thư ca chỉ cầm nén thì chẳng trong sông thư ca bộ sai rồi chỉ bộ mang bộ dương tu tiền để phục lộc làm mấy cái mọi miền ca vô chợ lắm đi buồn nâng bộ vật sai hai đời bãi từ lơ cả ta tập tăng pram chấm nứt tại trong sông thư ca bộ sai thì mũi cứ bịa buồn tận nâng ai cả sam ha bỏ rock mai miền để xây tường nghi rồi chỉ lộc nên bộ này xem xem tiền bỏ bỏ ra để tu không ai dưng rồi chỉ nên bộ tài sản để tu chỉ trả tiền hai mối tiếc cứ bộ tài sản bỏ tệ tam giới lục Adama được clear đại chỉ nên để bộ anh chuyển chiết bỏ răng hay quạt bàn sẽ sẽ phơi trả năm pi tập đây cầm chỉ crom rồi chỉ tập đây không ai dưng để quạt chỉ tại đã Aristotle bỏ không ai dưng lục rồi nơi không tệ không ai dưng không sao mà anh cũng bỏ răng quạt bàn sẽ phơi trả lục chào binat cái đôi chỉ dương miên prepico bộ tôm bò mày bệnh là vật croi tại đây cảm chịu crom còn bàn chlong cắt là vật từ xa đôi chú chặt trong sớm mai cho năm mập quan bẩm bay rồi tập bẩm môi này cả chị bảy bên tê là trong sớm mai sạch dùn nhà lòng nắng chẳng khơi tha vật từ ngoài này bộ chấm môi là vật trong coi tiết cứ nữa đại ban ruột luôn năm pi ca tam sầm lập bảo nhà thôi vô là trong cả chị bảy bên tê là trong sớm mai nắng cứ bất chi rương môi đại dương miền ca chư chấp có đôi chi mình ai bằng tay vật sạc khi mà giấy thì mình mang bộ sai tha đầm bay ở bông ôn miền cầm hăng chiết sạc tớ sắp trên chiết dùn về bạch văn tế của nên của vật sạc dương mình ai bằng tay bán hay còn mình ai lúc bị bán đấy dương tớ đằng không niêm dương chỉ cồn khăm ai không niêm dương chỉ bụi khăm ai nữa sao máy đi dương tớ đằng pi của vật sạc tập tăng vật sạc nâng ca sai chỉ điều xem xét đầm bay chi mê riêng lo cẩn trọng miền bạch văn có đôi chi to tờ là cuột chúng khiêm sôm lớp này dễ bị vật phải chít vinh tế mình tịch vật phải chít vinh tế này cứ cái nơi không lịch trực ca probat khmay ấy cứ probat ông chăn tivi ai để lại sai yun cứ sai già long chúng những đăng hái cứ cái láng cái chít phải vinh tế này cứ nơi không sát vật ti đọc bẩm bay nơi chăn mập quan bẩm bay rồi đọc bẩm mùi sai già long bàn mình chi chít phải này cứ nơi chăn mập quan bẩm bay rồi đọc bẩm mùi nơi sát vật ti đọc bẩm bay hay ti tăng với cứ nơi khai piêm nâng tài duôn cái bàn chỗ tới chỉ khai cầm muốn xó hay là duôn cái bàn đôi chmo bị khai cầm muốn xó tới chỉ khai kinh giang mong phong tới khai kinh giang su bị phải bình tế tới score lại trong phải bình tế nó cứ miên chấm ngay về 27 km tầm hôm 37 m chấm rơi pi mét chạy học sập xong thì mét trong phải chỉ nó cứ miên bộ vót chú chặt cầm sắt cầm ro có đôi chỉ sau thì nó cầm chỉ tràn trong trong sông lực do pi bộ vót này mình tịch chun tài cầm bọc mai mong phong sẽ làm chúng bộ vật phải chỉ những cứ không sao mai ông chán đài ông chán cục còn riêng nơi không ai dưng nơi chăn nằm một con bầm bầy rồi bầm mũi rồi chăn nằm một con bầm bầy rồi xám buồn còn mắc ông chán thì pi man sợi thì mình quật tới có bán ông chữ chỉ bật tray cho bong bảo ông chán nữa ông chữ nữa cứ sợi riêng bị chăn nằm một con bầm bầy rồi xám buồn rồi chăn nằm một con bầm rồi sập mà chúng nó không riêng chỉ cao ông chán ông mày nữa bà xung tốt nhưng xong mình toàn tích tiết để sao internet đánh tích máy hãy đây bạn chi sử máy nó cứ miên ca chi bài vĩnh tế đời xa sạch dùn đại viết cả nó cứ ban prap sạch ông chan tha đồng bay chi bài thì mũi cứ đồng bay ca pi chỉ dốt sạch sạch kriêm là mày mày miên ca chuyên biên pc em bị màu chẳng tờ xua không ca ca pi sạch sạch kriêm anh chẳng á thơ sạch sạch kriêm chẳng tới một bộ tê chẳng tới đồng bay chi cho đọc này chỉ cam vẫn thay tiết tờ can sử mất nặng chẳng tại chưa lấy thì vận tài trong còi máu cứ đặt luôn giả long ban nâng mình mang nữa bạn đố pi chmo prai chi yu tơ sa yu thi nâng tới chi prai chi bình tề bình mà đòn bên nâng cứ ông chăn nâng ca to vai đá vận tài ở đây xa ông chăn sao máy nâng cứ rồi nó nơi chỉ mui giả long thì đây xa
sai ông chám cứ khai xiêm châu mà lục lùi tề khmer đối chân này hái có ban prom rồi nọp group bài giảng hay xong một chữ nó top tam của vật sa việt tu rồi có sắc sam của sa bồ đàm việt tu chơi đám tiền khmer bỏ tê chặt tục sai ông chám thì pi nó cứ chỉ sai đồ mà tôi hết khi ông này gì sử dụng tích phân tách anh ấy khi ông gì ta tám nè của vật sa thì cứ chỉ sai để bàn cà rồi coi dương chỉ bị sa mà giang thế hào thà sai ông chám chỉ sai ban ca chỉ sạch chồng diệt mùi ruột sùng tốt á mình men chỉ bịa bọc nhom tết cứ chỉ bịa bọc nè bộ ran thì tu rồi chỉ nè bộ bột sai thì tu gọi là gì rồi sai sai ông chăn cứ từ đường xây là bay xây như un bong đại ăn ban khoa làm pi sọc tục làm bạ bọc chỉ riết ăn khoa bị tắc đầy thế hái vô prom nhà suy sa à co nắng từ ao sạch luôn là già long nắng bay cho nằm mà đòn bà bay cho nằm mà đòn nếu cứ chỉ bộ bột sát bất bậc cắt đây mình ai bậc cạnh bàn thì hôm nay bậc bàn thì top tam của vật sản bất chợ sài trong pe năng hai vòng bồn pe năng hai cứ chia ở cả muối cái hao tha ở sài gòn lóng có ban phần chia ở chị về nó cứ đóng bấy tí mùi bánh chay không ai dưng tập bay prom đan không ai dưng không ai cả đá nên không ai cấm đây yun ở sài gòn lóng kia kết tha pi khăn bùng to đào sầm một nó cứ chia tập bay vào việt nam đúng không hãy sưu cục cường pe nó cứ yun ở sài yun gòn lóng có ban bằng không ai tăng yun gòn lóng hay năng sài minh mạng này chỉ câu nó vào sẽ giờ long nắng nếu bật ra thì pi vào sẽ giờ long nắng cứ bằng không ơi cái nào thật không ai dưỡng nó kèn không ai dưỡng thì chỉ về vẫn muốn bốn số tha hai đấy bằng kèn bản sầm nua hai đấy bằng kèn bản cứ đi xa tay ông chắn vô prom này ông chắn vô prom đói vô nâng ông chắn bàn tay trắng ông nhà pi ông nhà mốc ông nhà sơn cái đầm bay được cúp cuống cô ly gầm nén không ai nơi không phải chỉ nặng đó cái bánh chay không mình mà không cứ đọc nè hay cứ khi xong thôi bỏ sai mình thay điện thoại không cái chỉ phải những cái bánh chay chi mà không đọc nè không chấm nên ca cả là chấm nên ca yốn bay nè đây chỉ là trút bê lơ từ tiệt mà trút bê lơ từ tiệt hay không không mà sai miền pi nè chẳng sai pi nè vấn đề đời xa tay yốn mà bằng không ai chỉ từng giúp từng thấy khai như hay vài đom trăm thiện thưa túc bốc mình nên đôi chỉ tiền sự co chẳng khai dương nơi thì nó sẽ làm miền cả bà bỏ bốc chỉ môi tên năng ở bờ sông mà ông này cho ta sờ cái đã chia ba chủng ngư chia tu tiền một tên nắng có bạn đặng nom cái ta bạn phụ nâng con po môi chỉ nối nước tơ đồng đó cô ly cầm nay nâng nông prai chỉ vinh tề nằng đồng đó tới hai lúc mốc nâng ạ đã up snong kè xong tiện á bữa nay chỉ còn sell kè sen snong kè sen có phần tay đây xa tay ông nhà mốc nâng ạ tổ mốc nâng cứ quật up snong kè mình cầm nôm mùi snong kè có ban prap ở nhà thua yun sạch nhà thua đại việt nâng tha snong kè nâng hay cứ chỉ nè ai bộ là co rưu bẩm ra kè ta ai nhà cử li cầm nền rưu bẩm ra nâng á chúng có sai dùn có ban sầm lấp sơn cài đang tiếng khi mình đang gặp họ tam bất nè đang nôm tuột từ ấy nó cứ và đại chúng quân sơn cài thì đại chúng quân sơn cài thế đây chỉ nè đang nôm và chia bớt đang quật bỏ để sạt nó từ làm bấy từ cái thằng sừng cua cô ly cầm nai bọc mai dưng đang chuyển chiếc nam mới chấm nuôn chuyển chiếc nam đang chuyển chiếc dùn khó khăn gì bằng phổn tập đây dùn rồi ngay làm bấy ban tập đây thấm cứ cái ban viết tí nâng lên cho tập bạn tập đây chấm pá tập đây ẩn nám nâng tập đây cảm chi cầm là miền nộp hay mùi khét rồi có miền chi chưa nộp hay từ sang sắp lên về bảy bàn nặng chẳng là mấy ban tập đây thông lấy sắp ngay cứ yun rồi có Việt Nam bảy bàn ấy cứ kế bán gió cái hào thà tập đây tập bay nặng tập bay nặng hay yun miền một buồn nọ đấy chỉ buồn trứng đại viết rồi có yun tổng cần rồi có yun khang chân cứ yun tập mùi thể đại lại ẩn nám cứ chi rồi chụp vòng khuyên rồi chụp vòng khuyên cứ chi rồi chụp vòng nam đại tử ban yun lên tập đây đài chẳng á hai dương club ơi sẽ đại nam nó chơi tập đây đam bay bằng vật hạt tuốt tơ vai chụp mui sẽ yun đại việt phần tay sẽ đại nam vai chơi yun đại việt thì dương có bắt băng tập đây ở cái hào tháp đây là cô khai đồn này đang khai ska tây đang khai ska khai cũng bay nắng bắt không sao mai nắng ai nếu không tuôn chín năm mà buồn bấm môi rồi chieng buồn bấm môi rồi mà phai bấm pal phai bấm bay ai nắng ai vì pro pay nó cứ đại chơi chơi thà thì pí á đại bảo ông
rịp ca áp xe chú mùi sạch dùn sạch sạch dùn ông chớ này chú bọt trầy bọ à thị ở Nam năng à Nam mình mẹ mình bởi tế dùn đấy ná bởi tế ở Nam xên bọn bọn tết chờ lòng bởi tế ở Nam mình bởi tế dùn tế chứ tất đây chứ bởi tế mùi nạch đồ lệch và chân chơi dì thà thì bí quát bọn ông mang rịp áp xe chú mùi mà chắc sạch trầy ông chớ hai tay tăng chứ à kiếm hai xây hai bên nâng hai sạch ở Nam lúc bình chun tuốt bay mơn nhé mà chui cho băng chạy dịch thang thì phí bê đài xiêm sạch crom sạch và song song tham nắng bê đài sạch song tham nôm tuốt mà sen pram mơn nhé mau vay khmai dương nắng cứ sạch ở Nam mà thế Nam ăn bình chun bay mơn nhé mà chui khmai dương nắng chẳng mấy tha sạch chạy dịch tham ăn cho biết quân sạch ở Nam đài hai thì bây giờ tiếp xiêm cầm sạch song tham đấy ban đắc nôm tuộc ai mê thể hiện môi chmo thay đa nắng sầm mặt thay đa nắng cứ chô máu pi mơn pram pon nè tam khẹt piềm mà khẹt piềm nâng khẹt lòng hò nơi cầm tận đây cầm chiếc cầm như nắng cứ chô máu vài khăm em đóng tiếp bàn tay tới sạch chơi thì hai thì pi nắng cứ bán sao sông sạch ở Nam chui chùm nuôi tuộc con tốp chừng tắc nâng pi mơn nè chiêng tiền chấn con tốp ở Nam nó có bàn vay vẫn đánh con tốp xiêm nâng rốt phạt cả nhằm ở từ nó sao ta đôi chữ biết cả đào để chấn sẽ chơi chơi thang thì pi ban chữ biết quân sẽ ở Nam pi pe nâng hơi sẽ ở Nam ban xong chơi tắc đây không ai dân nơi khai play nè cố bàn tay ở Nam cái hào Sài Gòn Sài Gòn này Yun cái hào Hồ Chí Minh mình phải bài toán nâng cứ chạy pram chân nam pitch nam upon bom mùi rai mập hay bay đỏ chân upon bom mùi rai mập hay bom bay bần tay sạch chạy tay tay bay slap sukot môn chân nam upon bom mùi rai mập hay mpal mập bay chân sao mà chăm tiết chân đỏ gầm nát đã trở nam của cô tập đầy ở bần tay nam trở ban yun lê tập bạc yo chân lê tập bạc tân tập đầy đa ban chua dương ban chua dương pram chân nam á tập đầy pray nực cô nâng khát cái bấy khát sạc trái hay năng làm ăn đồn này chẳng nó pe năng hai bằng phần dương sau một chiếc khi mà lập màu bay vinh tê vinh chọn chẳng pe đây dương dây pia ở rừng bay vinh tê ní cứ chấm nuôn sạch chôn mặt ho là sạch vật thì đọc bay ra hai sạch sao mai già long năng sạch bà bạc ông chăn thì pì đây dương dây mình ta sạch áp sâu khai phò pì tục bà bò đi hắn á chẳng nó không không sao mai năng hai bằng phần nó không sao mai năng hai đá dùn chậm đám cọp khmai từng rúa miền hà nhà thôi dùn mang cọp khmai từng rúa nó không sầm mai sầm thúc hiểm dưới chết men cầm chắc cầm hăng bộ chết sa thế nè men ở bông bông thơ sắp trên chết dùn về bảy ba đường chết Việt Nam thế cứ bộ đất sai cứ chỉ bộ đất sai hai bên mang cả lòng phật tử hai nhưng còn để riêng sắp sa ở đằng ở kia bị bộ đất sai cầm ói vì miền ca bộ sai phồn trở lòng chẳng đại sa khmai dương miền ca thơ túc bốc bên biển nhà thôi dùn có miền ca rơi bẩm ra hai cọ ban sầm lấp chung chiết duôn tràn phong này sao mày nồng hai cọ ban ruột thì luôn chóp chít bảy chít ấy chẳng tử hai duôn cọ ban chắp nè đà bà bò nó cọ ban sầm lấp mai dương cọ tràn này cọ ban đắt cọc mai dương thường ruột đâm tay ông phật đồng bên cùng riêng ta nè xem xem tiết cầm ao miền ca bà bò vẫn tay duôn nơi tay can nơi tay chắp mai dương môi trường luôn nơi không khai môi trường này duôn cục cuồng lắm đấy do mà thôi chi tiết sco mà thôi chi ở chi bảy nằng nè khăn đặt khăn học trường họ đầy đó nữa khăn học trường đừng óc này chắc nó pe để chi hai vuôn có cái ban ở bản lan tắc màu chắc thôi ai hôm nay dương môi trường luôn này chụp chụp vặn trường nó được không bảy đó nữa slap rốt buồn nè đời xa thì vuôn cái ban bản lan tắc màu mà vẫn là xua thay hết đấy ban chỉ vuôn muốn bốn khmai dân bà bỏ cứ để sao thì vốn thực tục bọn mình đến prai dân thường dục từng thái ca sở mày nắng cứ prai khmai thường dục từng thái prai chân chết ở Nam chân ca bà bỏ nó mang tay chân chết khmai tí cứ chân chết ở Nam đấy kìa chân vẫn thấy thực tục bọn mình đến chân chết khmai dân chân chân chết ở Nam để sao chân chết ở Nam kê và bật thu sử dụng kìa phía sao sử dụng kìa ở đây đại sống khán cứ kì thực tục bọn mình đến chân chết khmai dân chân chân bên đông hai đại khmai dân bà bỏ chân hay rồi mà tiết rừng một vật cầm bút tay ông ấy có trở bàn để dây to to khí hay nâng trong trăm to to khí bì mùi chùm nguồn mùi chùm nguồn màn ai bằng lệch bàn tể chẳng sở rộp sạch cái đấy mà nó bằng phốn cứ bộ vật ní mà mình chỉ bộ vật xa máy xa máy bộ vật lành lại được có bộ vật này dây hù hài tế cứ chỉ bộ vật tốt chạy sợ đầy bằng phốn ai chôn thư ca sao chưa được bằng thêm an
ສະພາວະໄຊຕຶງງີຫຼືກໍຫາມຮອກຄ້າຍໃນຕົມປູ່ 1400 ໃບຕົມໃນໂລກອາຣາມເດຄເລເລເຄນັ້ນໃນຕົມປູ່ໄດ້ຈຸນ 1400 ពេលក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយហេតុអីបានជាខ្មែរយើងបាត់បង់ទឹកដីព្រៃនគរហេតុអីបានជាអណ្ណាមបាត់បង់ទៅយួនហេតុអីបានចម្ប៉ាបាត់បង់ទៅយួនហេតុអីបានជាខ្មែរយើងបាត់បង់ទឹកដីមួយភៃមួយខេត្តទៅវៀតណាមបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហេតុអីបានជាខ្មែរយើងបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមហើយក៏ដូចជាខេត្តមួយចំនួនហេតុអីបានយើងបាត់បង់កោះត្រល់នឹងដែនសមុទ្រមួយចំនួនកោះតាឡាយកោះអីហ្នឹងទៅយួននៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹង វាមានកថាហេតុនឹងផលរបស់វាបងប្អូនមានហេតុផលរបស់វាមិនមែនបាត់នៅក្នុងសម័យសម័យឧស្សាហ៍ឬក៏សម័យក្រោយទេគឺជាការបាត់នៅក្នុងសម័យអាណានិគមបារាំងយើងអាចធ្វើការប្តឹងទៅបារាំងឬក៏ទាមទារនៅខែអនាគតបានចំពោះបារាំងព្រោះបារាំងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការកាត់ទឹកដីខ្មែរក្រោមទៅឲ្យស្ដេចយួនបាវដែរហើយសូមបញ្ជាក់មួយទៀតបារាំងក៏ធ្លាប់សន្យាប្រគល់ខេត្ត 3មានខេត្តឃ្លៀងខេត្តដូចជាខេត្តរោងដំរីហើយនិងខេត្ត ព្រឹត្តិការណ៍ឲ្យខ្មែរយើងដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមានការបាតកម្មច្រើនពេកពីខ្មែរយើងសម័យហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យបារាំងលុបចោលអាការសន្យាប្រគល់ខេត្ត 3ខេត្តហ្នឹងមកឲ្យវិញអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយតែប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចែករំលែកនៅចំណេះដឹងក៏ដូចជាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាពីព្រោះថានេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រពិតជាក់ស្ដែងបើចង់អានបន្ថែមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រហើយខ្ញុំបកស្រាយនេះគឺប
ដែលជាសាក់សីដែលពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនទាំងកម្មវិធីក្រោមយើងទាំងប្រសង់នៅតាមវត្តដែលនិយាយតៗគ្នាហើយបូកជាមួយនឹងទឹកតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអ្នកសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រតពីសម័យដែលឆ្លងកាត់រឿងពិតនឹងមកលោតដល់បច្ចុប្បន្ន បាទມັນແມ່ນជាការសម័យសម័យឬក៏និយាយហួសហេតុពេកទេគឺជារឿងពិតបាទអរគុណបងប្អូនមែនតើហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនមកស្រាប់ពេលក្រោយខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបកស្រាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រហើយឯបានជាស្ដេចចេជថាឲ្យស្ដេចអធិរាជនាមនោះជួលដីប្រាំឆ្នាំដើម្បីវឹកហាត់តបវាយជាមួយស្ដេចយួនដៃវៀតឬក៏យួនតុងកឹងហ្នឹងមិនមែនវាយមួយចិនទេណាសូមបញ្ជាក់គឺស្ដេចយួនតុងកឹងប៉ុន្តែចុងក្រោយហេតុឯបានជាស្ដេចនាមនោះ ចាញ់ស្ដេចដៃវៀតហើយត្រូវបានដៃវៀតលេបតបាក់យោឬក៏យួនលេបតបាក់យោទាំងដីចម្ប៉ាទាំងដីណាមទាំងដីកម្ពុជាក្រោមបច្ចុប្បន្នហើយវាមានមូលហេតុរបស់វាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូន